Chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng nhạc cụ Isaac và có nhiều khách hàng thì quan tâm đến cái ti chỉnh cần. Thì ngày hôm nay thì cũng có một câu chuyện buồn xảy ra, nhưng mà qua câu chuyện buồn này thì mình học được một câu chuyện vui. Đó là nó là câu chuyện buồn này. Đây các bạn này thấy không? Đấy, thì đã vận chuyển qua bưu điện thì họ làm gãy. Tất nhiên thì cây này bên mình đã gửi lại cho khách một cây khác rồi và khách hàng gửi lại cho mình cây này. Thì đây là câu chuyện buồn. Thì qua câu chuyện buồn này thì mình có một câu chuyện vui cho tất cả khách hàng, đó là chúng ta sẽ khám phá cái ti chỉnh cần nó sẽ như thế nào. Thì đây, nó chỉ là cái này thôi, và cái lục giác nó sẽ như thế này. Đây, đó, các bạn thấy không ạ? Thì các bạn hình dung nhá. Bây giờ mình sẽ bạn các bạn nhìn nó đang thẳng. Mình sẽ vặn. Bạn thấy gì không ạ? Nó cong, nó ngửa rồi đúng không ạ? Đó. Bây giờ vặn lại nó sẽ cong lên nhé. Các bạn nhìn. Bạn thấy không? Đó. Bạn ngược chỉ kêu đồng hồ thì nó sẽ như này, úp lên như này đúng không ạ? Đấy. Thấy không ạ? Tiếp tục vặn xuống. Chẳng ai để cong này đúng không? Vặn xuống. Vặn theo chiều kêu đồng hồ thì nó lại thẳng ra, nó ngửa, nó lại ngả ra sau, đấy là vặn quá, nó sẽ để mức độ. Thì cái này nó sẽ lắp vào cái cần như thế này. Đây các bạn nhìn thấy ạ, trên cái cần này. Thì cái cần này nó là một cái thanh gỗ như thế này. Cái ban đầu nó sẽ chưa úp cái mặt, gọi là mặt tút, chưa úp cái mặt lên đâu. Nó sẽ để thở ra hết và chúng ta đặt cái ti chỉ cần thẳng xuống. Đặt thẳng xuống xong bắt đầu mới úp cái mặt. Cái này là cái mặt tút, mặt riêng. Đây là cái mặt mà bên mình nó bị xấu đây các bạn, hình dung này. Hay bị xấu nhưng mà rõ ràng nó chỉ là hình thức thôi đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến cái đàn, cần đàn của chúng ta, kể cả nó có mọt đi chăng nữa thì nó mọt từ trước rồi. Đó, thì lúc mà nếu mà gọi là cẩn thận hơn một chút nữa thì lấy bột gỗ thì bả vào xong dính keo vào thôi. Thì nhiều khi như mình làm thì kiểu các anh thợ không cẩn thận, anh ấy không có bả lại, anh bên sơn không bả lại thì nhìn trông nó hơi thô, nhưng thực tế nó không ảnh hưởng gì cả. Vì nó chỉ là cái mặt ở trên và tất cả họ đã xử lý xong gỗ xong hết rồi. Thì mình đi thêm một chút như vậy. Thì trong trường hợp cái này thì do là nó dính vào rồi nên mình sẽ làm như này. Đây, thì nó sẽ như này thôi. Bản chất của các bạn nó chỉ thế này thôi. Và cái đàn này, cái này bị gãy như này thì trên cái nó có một cái gọi là cái mộng, gọi là cái rãnh đi, đặt cái này vào. Đó, thì như vậy là cái đàn của chúng ta là ok đúng không ạ? Đấy, bạn thấy không ạ? Thế thành cái đàn rồi. Nếu bình thường nó không gãy cái này thì nó sẽ đặt cả một cái đoạn dài, cả một đoạn dài xuống. Đó. Đó. Thì đấy, qua cái câu chuyện cũng không được vui lắm, nhưng mà mình thấy rõ ràng là để khách hàng cũng được tham khảo thêm về cái ti chỉnh cần và để khách hàng đỡ phải thắc mắc nhiều về cái ti chỉnh cần. Đó. Thì ok và thôi hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn. Nếu bạn nào khách hàng nào vô tình xem video này và biết mình bán đàn và đang có nhu cầu mua đàn thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0936 984 989, hoặc là khách hàng ở gần Hà Nội có thể qua tại cơ sở số nhà 233 đường Hoàng Công Chất, Cầu Diễn, hoặc là số 42 Kiều Mai. Ở đây là một quán cà phê của bên mình, có thể đến trải nghiệm guitar và uống cà phê, uống trà chanh, trà đá các kiểu. Thì không gian này thì tương đối thoải mái cho chúng ta. Và khách hàng nào thì không thể đến được thì vui lòng mà vẫn muốn mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0936 984 959, bên mình sẽ gửi hàng qua bưu điện. Và như cái này bị gãy thì bên mình cũng đổi trả lại cho khách hàng thôi. Nên là chúng ta mọi thứ yên tâm, thì chúng ta xác định là làm ăn mua bán còn nhiều lần chứ không chỉ một lần. Đấy là quan điểm của bên mình. Thì nếu khách hàng nào có cùng cái suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ làm việc với nhau một cách dễ dàng hơn. Chứ còn có những khách hàng quá đa nghi thì cũng rất khó làm việc với bên mình, vì bên mình làm việc dựa trên sự tin tưởng và cơ sở mọi thứ đã rõ ràng. Thì khách hàng nào mà chưa yên tâm thì có thể tìm hiểu trên mạng thêm về guitar Isaac như thế nào. Mình hoạt động 4 năm rồi, gần 5 năm rồi, 5 năm. Thì như vậy là đã rất lâu rồi, nên là chúng ta cứ tìm hiểu thoải mái và yên tâm thì đặt hàng. Đó, cái này không mục đích để giới thiệu, nhưng mà tuy nhiên nữa đâu, ai nó cần thì mình giới thiệu vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video khác.